Anh ơi, em sinh năm 1995, em làm lái xe. Anh tìm giúp em cái xin hợp tuổi với nghề với em ạ. Mong anh rep, cảm ơn anh. Em ơi, em sinh 95 thì là năm Ất Hợi, là tuổi quá vãng chi chư, tức là lợn đi chơi. Mà mệnh thì là mệnh thiên đầu hỏa, tức là lửa trên trời. Và đây là một năm sinh rất là đặc biệt. Người sinh năm 1995 thì sẽ tương sinh với cả số 3, số 4 và số 9, và tương hợp với số 2, số 5, số 8. Tuy nhiên lại tương khắc với số 0, số 1 và số 6, số 7. Em làm nghề lái xe thì anh kinh doanh sim 17 năm rồi. Anh thấy rằng rất nhiều người làm về lĩnh vực giao thông vận tải thì thích dòng số, đó là dòng số taxi và dòng số tam hoa kép. Taxi là gì? Ví dụ như là AB, 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 ABC, ABC. Thì em có thể là em sẽ nên lựa chọn những dòng số mà có chứa số 3, số 4, số 9, số 2, số 5, số 8, đúng không? Thì em có thể rất nhiều sự lựa chọn trong những số như vậy. Nhưng nếu tài chính của em mà ở tầm khoảng độ dưới 20 triệu thì mình nên lựa chọn những số dạng như kiểu là ví dụ như 258, 258 hoặc là 852, 852 hoặc là 285, 285. Đấy. Nhưng đừng chọn số theo kiểu như là 349 hoặc là 253, những số 4953 nên tránh em nhé. Bởi vì dù là số hợp mệnh nhưng khi kết hợp lại giữa hai số hợp mệnh nó lại trở thành một cái dãy số rất gì này nọ. Nên anh khuyên em hãy lựa chọn dòng số taxi là hay, hoặc nếu như có thể là 222 333 hoặc 333 222. Đọc một lần là nhớ thì giúp cho em có thể là phát triển ở mặt thương hiệu cá nhân của em, thương hiệu công ty của em. Nếu như khách hàng chỉ cần một lần thôi, người ta nhìn thấy hotline, nhìn thấy số điện thoại của em, người ta sẽ nhớ em và sẽ nhớ đến cái thương hiệu của em. Từ đó có thể nâng cao khả năng kinh doanh ở mặt vận tải của em. Nếu còn nếu như tài chính của em lớn hơn, tài chính lên đến tầm vài trăm triệu thì có thể sang những số như là 39, 39, 39 hoặc là số như 58, 58, 58 đấy, hoặc là 59, 59, 59. Nhưng tất nhiên những số như vậy thì giá trị sẽ cao hơn, hoặc là 555, 999 hoặc là 888, 999. Đây là những số rất hợp với cả tuổi của em. Tuy nhiên giá trị có thể vài trăm triệu, 200 triệu, 300 triệu hoặc 500 triệu cơ. Nên anh khuyên em lựa chọn số SIM phù hợp với tài chính của mình, phù hợp với cái nhu cầu và cái khả năng chi trả của mình ở thời điểm hiện tại. Sau này em phát triển lên thì em có thể lựa chọn số SIM mà giá trị cao hơn nữa. Chúc em may mắn, thành công em nhé. Minh Nga Mì, bí ẩn SIM.